bắt nhóm đối tượng sản xuất thực phẩm chống đột quỵ giả quy mô hàng chục tỷ đồng. Qua công tác nắm tình hình, Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa phát hiện trên địa bàn thành phố Thanh Hóa, thời gian gần đây xuất hiện một nhóm đối tượng nghi vấn hoạt động sản xuất, buôn bán hàng giả là viên hoàng vũ hoàng thanh tâm do công ty Quang Dòng sản xuất, buôn bán ở thị trường Hàn Quốc và xuất khẩu sang Việt Nam. Đây là sản phẩm được quảng cáo là có tác dụng phòng chống đột quỵ, bổ não hiện đang rất được người tiêu dùng quan tâm, sử dụng. Lợi dụng nhu cầu chăm sóc sức khỏe và sự thiếu hiểu biết của người dân, các đối tượng sử dụng mạng xã hội để quảng cáo, chào bán qua mạng và cam kết luôn có sẵn hàng hóa với số lượng lớn, luôn có khả năng cung cấp cho người mua với giá tốt. Nhận định vụ việc có dấu hiệu sản xuất, kinh doanh hàng giả, Công an thành phố Thanh Hóa đã nhanh chóng tổ chức xác minh, làm rõ nhân thân, lai lịch các đối tượng có liên quan và áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh, triệt phá đường dây này. Sau một thời gian kiên trì đấu tranh, ngày 4 tháng 4 năm 2024, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Giám đốc và Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh, Công an thành phố Thanh Hóa đã tiến hành phá án, tổ chức khám xét đồng loạt tại 10 địa điểm là nơi ở, nơi làm việc, sản xuất, cất giấu hàng hóa của các đối tượng trên địa bàn thành phố Hà Nội. Qua khám xét, lực lượng công an đã phát hiện, thu giữ nhiều sản phẩm và nguyên liệu để sản xuất các mặt hàng giả gồm hơn 4.000 hộp ăn cung viên hoàng vũ hoàng thanh tâm thành phẩm, loại hộp 10 viên, giá trị hàng hóa tương đương 10 tỷ đồng, 100 hộp ăn cung ngưu hoàng loại 60 viên trên hộp, của công ty Samsung Farm sản xuất, các nguyên vật liệu phục vụ việc sản xuất, đóng gói sản phẩm giả gồm 7 bì đựng vỏ lọ bằng nhựa, nắp lọ bằng nhựa được sử dụng để đựng viên ăn cung hoàng, hơn 1.000 tem chống giả nhãn hiệu Quang Dòng, tem hướng dẫn sử dụng nhãn hiệu Quang Dòng, trên 1.000kg viên nén hình tròn màu vàng đã được bọc giấy màu vàng cùng nhiều công cụ, máy móc để đóng gói sản phẩm như máy ép, súng bắn keo, ghim, băng dính và nhiều sản phẩm hàng hóa nhãn hiệu nước ngoài chưa xuất trình, được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, nghi vấn hàng giả. Căn cứ kết quả đấu tranh chuyên án, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 8 đối tượng về tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm. Các đối tượng bị bắt giữ gồm Nguyễn Thị Thịnh, sinh năm 1978 trú tại phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Đây là đối tượng chủ mưu cầm đường dây sản xuất, buôn bán hàng giả, trực tiếp tìm nguồn mua các nguyên vật liệu, thuê in vỏ bao bì và thuê người đóng gói sản phẩm, sau đó rao bán ra thị trường qua các kênh phân phối. Nguyễn Lan Hương, sinh năm 1984, trú tại phường La Khê, quận Hà Đông, Hà Nội là đối tượng trực tiếp liên hệ mua hàng giả của Thịnh. Trần Anh Cường, sinh năm 1994, trú tại phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội là đối tượng trực tiếp quản lý hàng hóa cho Hương, nhận đơn hàng của khách lẻ và giao hàng hóa cho khách. Ngô Thị Tú, sinh năm 1982, trú tại phường Quang Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội là đối tượng được Thịnh thuê để in tem nhãn mác, bao bì, vỏ hộp giả. Nông Quang Hải, sinh năm 1991, trú tại phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, là đối tượng được Thịnh thuê để đóng hộp các sản phẩm ăn cung ngưu hoàng giả. Nhữ Thị Minh, sinh năm 1991, trú tại phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm. Phạm Văn Chiến, sinh năm 1985 trú tại phường Cống Vị, quận Ba Đình, Hà Nội và Trịnh Thị Hiệp, sinh năm 1985, trú tại phường Phú Sơn, thành phố Thanh Hóa là những đối tượng trực tiếp liên hệ mua hàng giả của Thịnh để bán lẻ ra thị trường. Qua đấu tranh và các tài liệu thu thập được, các đối tượng khai nhận từ đầu năm 2023 đến khi bị bắt, bọn chúng đã sản xuất và bán ra thị trường hơn 20.000 hộp viên hoàng vũ hoàng thanh tâm giả với giá trị tương đương khoảng 50 tỷ đồng. Qua vụ án trên, cơ quan công an khuyến cáo người tiêu dùng hãy nghiên cứu thật kỹ các sản phẩm thực phẩm chức năng bảo vệ sức khỏe trước khi lựa chọn sử dụng. Khi mua hàng hãy lựa chọn những sản phẩm có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, được bán tại các cơ sở uy tín, bảo đảm chất lượng để tránh mua phải hàng giả, hàng kém chất lượng. Hãy là những người tiêu dùng thông minh để bảo vệ sức khỏe của chính mình và người thân. Đừng vì tâm lý mua được hàng rẻ mà mua phải hàng giả, hàng kém chất lượng.